Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp trên các nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe đạp đua từ của thương hiệu Jaguar, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Được mang cái model là Jaguar Mate, được trang bị full bộ chuyển động Shimano Soza, khung nhôm nước sơn nguyên bản, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe như các bác thấy trên hình là được làm từ nhôm. Nhôm siêu nhẹ. Cọc yên thiết kế dẹp rất là đẹp, bản to. Chiếc xe nó thêm phần khỏe khoắn, tạo cho chiếc xe có cái tốc độ tốt hơn khi di chuyển trên đường. Jaguar, một hãng rất là nổi tiếng và quen thuộc ở Hàn Quốc, được trang bị full bộ chuyển động Shimano Soza. Phanh 3 mảnh bánh 700C. Mayer Shimano Classic. Giờ cho các bác chưa biết, chưa mua xe thì đây là cái xe, cái tem bảo hành của cửa hàng em. Bảo hành tất cả xe là 1 năm về phần chuyển động. Về phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị đôi tay lắc Shimano Soza. Đây là tay lắc 9. Và bên này là tay lắc 2. 9 tầng lít và 2 tầng đĩa, 18 tốc độ. Mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, thì khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe phổ biến quát từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì là phù hợp. 9 tầng lít và 2 tầng đĩa. Hoạt động của chiếc xe thì rất là mượt mà, xuống rất là nhẹ tay như máy. Em đang bán chiếc xe này ở trên kênh là 9 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 199 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.